Không phải một chỗ nào cái nhà nào giàu nó mạnh nó đấy, nhà có tiền mua khoanh hẳn một vùng đấy, khoanh hẳn một vùng đấy, nhà lão ở làng đoài đấy. Đấy người ta quy hoạch ở cái chỗ này nó còn là khu du lịch núi đôi, có cả nghĩa trang của khu phố Sóc Sơn hay sao ấy. Không, chỗ mà đổ đường bê tông vào tận đấy, tận kia cái đấy là cổ nhà tư nhân. À thế à, tận cái đường đổ bê tông là của đổ tư nhân, bê tông mà có ghế đá ngồi đấy là cổ tư nhân. Và cái chùa đấy là nó đốt từ ngày xưa đi phá đi phá lại, bây giờ lại xây lại. À, toàn bộ cái chùa nó mang hết gạch lên nó xây ở trên đấy. À, thế. Sau những chuyến hành trình về núi đôi, mình đã đọc một bài viết của tác giả Mai Khuê đăng trên báo điện tử Công an Nhân dân. Mình rất tâm đắc với bài viết này vì đã lột tả hiện tại về núi đôi mà mình đã tận mắt chứng kiến. Mình mạo muội gửi tới các bạn nguyên văn bài viết của tác giả Mai Khuê. Đừng để núi đôi thành núi, nghĩa địa. Núi đôi thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã đi vào thơ ca với bài thơ cùng tên nổi tiếng của nhà thơ Vũ Cao. Nơi đây từng là tiền tiêu phòng thủ của người Pháp chiếm đóng, nằm trong vành đai bảo vệ Hà Nội. Mang trên mình chứng tích lịch sử đã đi vào thơ ca như thế, nên khi nghe thông tin về việc núi đôi bị xâm hại bởi mồ mả, chúng tôi đã tức tốc có mặt tại địa danh ấy để tìm hiểu thực hư. Từ trung tâm thị trấn Sóc Sơn, đi theo đường trục chính vượt qua quốc lộ 3 và tuyến đường sắt Hà Nội, Thái Nguyên là đến đầu đường núi đôi. Đường núi đôi chạy ngày qua dưới chân núi đôi. Đứng dưới đường ngước lên đỉnh núi, vẫn thấy những chiếc lô cốt từ thời Pháp thuộc sừng sững với những lỗ châu mai đen ngòm. Núi đôi quả thực là có vị trí của một điểm cao quân sự quan trọng bởi đứng trên đỉnh núi. Chỉ cần bằng mắt thường cũng kiểm soát được cả một vùng đồng bằng rộng lớn, án ngữ ngay ít hầu của tuyến đường trọng yếu Hà Nội-Thái Nguyên. Có lẽ cũng vì lý do này mà cho đến nay, theo người dân ở đây, núi đôi vẫn thuộc diện khu vực quân sự, không phát triển du lịch. Chúng tôi tìm đến một quán nước ven đường, tìm chỗ gửi xe và chuẩn bị trèo lên núi. Quán nước chỉ đơn giản một cái bàn với hai chiếc cọc tre chống hai đầu mái liếp, hai đầu kia dựa lưng vào một bức vách nhìn như một bức tường ốp đá. Nhìn kỹ hóa ra đây là một ngôi mộ đôi, xây cao và ốp đá đen, nằm ngay bên vệ đường nên được chủ quán tận dụng luôn làm lương quán. Chị Hà, chủ quán cho biết, từ xưa đến nay, người dân quanh khu vực Xuân Đoài và một vài làng lân cận, nhà có người mất vẫn đem ra đồng, dưới chân núi mà chôn. Đi vòng phía bên kia chân núi còn có cả một nghĩa trang do thị trấn đã quy hoạch, dành cho một vài thôn của làng. Chị Hà bảo, cũng có nghe chuyện nhà giàu có tiền của về đây mua đất làm nghĩa trang dòng họ, những việc người có tiền cầu kỳ, những người như chị không mấy quan tâm. Trong khi đó, theo phản ánh tới chuyên đề báo An ninh Thế giới lại cung cấp một vài thông tin đáng chú ý, một vài khu vực thuộc núi đôi đã bị bán để làm nơi an táng cho người nơi khác đến. Nhiều mồ mả đã mọc lên, phá vỡ cảnh quan nơi địa danh lịch sử đã đi vào thơ ca này. Sau khi trèo lên đỉnh núi, theo quan sát của phóng viên, đúng là có một nghĩa trang và đang có một đám người xây mộ ngay bên dưới. Ngay phía cửa vào, có một bảng bằng xi măng đắp ngay lên phần nổi của một chiếc lô cốt, ghi nghĩa trang nhân dân thị trấn, tổ dân phố số 1, số 2, số 3, số 4. Đóng vai một người có nhu cầu đưa người thân về đây an táng, tôi được giới thiệu gặp một người tên Thanh. Người này cho biết nghĩa trang này chỉ dành cho các gia đình trong các tổ dân cư của làng. Người ngoài muốn vào chắc là khó. Tuy nhiên, người đàn ông này lại mách cho tôi rằng nếu thực sự muốn đưa người nhà về chôn ở đây thì thử vào nhà dân hỏi mua đất ruộng mà chôn. Ở bên kia, ông Thanh chỉ tay vào phía trong, đã có vài nhà làm như thế. Sau khi nghe thắc mắc của tôi, ông Thanh cho biết khu vực chân núi đôi quy hoạch nghĩa trang này nhìn ra hướng đông bắc, ai hợp hướng thì về rất tốt. Hơn nữa, mặc dù biết là núi đôi nổi tiếng, biết là núi đôi đã đi vào thơ ca nhưng vì quanh đây vẫn là khu vực quân sự, không phát triển du lịch được nên người ta mới cho chôn thế. Chứ không thì còn lâu nhé, ông Thanh nói vậy. Chào từ biệt đám nhân công xây mộ, tôi đi tiếp men theo chân núi. Sâu phía trong này có vài ngôi mộ vừa mới sang cát, cỗ áo quan đưa lên còn đang vứt chỏng trơ. Cách bờ tường nghĩa trang không xa, có một mảnh đất chừng hơn 100 m² vừa mới xây tường bao, bên trong là các sinh phần và cả vài ngôi mộ mới xây kiểu cách, chắc là của một dòng họ lớn. Vượt qua bờ tường bao quanh nghĩa trang, còn rất nhiều ngôi mộ khác, chủ yếu là mộ dài,
nằm rải rác trong khu vực dưới chân núi này. Như vậy là lời phản ánh về việc có nhiều mộ mới chôn ở khu vực núi Đôi là có thật. Chỉ có điều khi chúng tôi tìm đến chính quyền thị trấn thì lại không gặp được người có trách nhiệm để tìm hiểu thêm thông tin vì lý do đi họp vắng. Cũng qua những tìm hiểu sơ bộ nêu trên, vì chưa được coi là di tích nên có lẽ không thể kết luận việc thành lập nghĩa trang hay bán đất làm sinh phần dưới chân núi Đôi là vi phạm. Tuy nhiên, có một thực tế là địa danh núi Đôi đã đi vào thơ ca như một chứng tích lịch sử. Và thực sự đã là một chứng tích lịch sử thì các cấp chính quyền thành phố Hà Nội nên quan tâm tới những vấn đề về lâu về dài. Đừng để khi núi Đôi đã trở thành núi Mả rồi thì lúc ấy có muốn làm việc gì khác cũng chẳng được. Đứng song đôi.